Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em có đến nhà vườn của chị Quỳnh Như ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số mai con quấn rễ nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ chị nha. Ở đây mình có nguyên một đám mai mai con quấn rễ luôn cả nhà. Hôm nay mình giao lưu mai con quấn rễ để cả nhà mình về mình lấy gốc ghép á cả nhà, rồi mình đầu tư cho năm sau ha. Rồi giờ mình vô chị đang đứng ở trong này nè. Dạ em chào chị. Rồi chào em. Dạ. Dạ chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số mai con quấn rễ ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em nha. Dạ. Bây giờ là trước tiên là em sẽ giới thiệu là lò xo nha. Dạ rồi. Ha. Lò xo thì qua mình quấn rễ là từ 3 vòng đến 4 vòng nha. Dạ. Ha. Đây cả nhà. Là 1 2 3 4 ha. Dạ. Nhưng mà mình bao là từ 3 đến 4 vòng ha. Dạ. À, rễ rất là to luôn, rễ nó to theo cái cây thân cây của mình luôn nè ha. Dạ. À, mà cô chú anh chị mình á ha, cái loại này á thì em giao lưu là 5.000 một cây. Dạ, chỉ có 5.000 cây thôi. Đúng rồi. Dạ. 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ ha. Rồi. Mà cái này nói thêm chút nữa ha. Dạ. À, nếu như mà cô chú anh chị mình á mua về tầng mai tầng thông, em sẽ gút có cành có nhánh ha. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình muốn là mua về ghép thì em sẽ lựa gốc bự cho cô chú anh chị mình ghép, thì trước khi đi là em sẽ cắt đầu ha. Dạ. Cắt đầu xuống một khúc vậy ha. Dạ. Để cho cô chú anh chị mình mua về ghép ha. Dạ. À. Cái quành này mình lấy khoảng chừng bao nhiêu được chị? Em cái này chị thấy bằng điếu thuốc luôn ha em. Dạ. Ừ. Dạ, bằng điếu thuốc luôn á. Dạ. Đúng rồi. Cỡ lên ha chị. Ừ. Rồi cho cô chú anh chị mình tham khảo vài cây nữa dạ, nha. Như mấy gốc đó thì mình rửa ra cho cái nhà mình dễ tham khảo cái rễ ha nha. Đây. Cái này là giống mai gì chị? Dảo Thủ Đức các em. Dạ, giống mai dảo ương hạt ha. Dạ. Đúng rồi. Nếu rồi. Mà cô chú anh chị mình muốn mua về mà cắt ghép á thì mình ghép những loại siêu bông Bình Lợi hoặc là siêu bông Sài Gòn. Dạ. Hoặc nhiều loại giống lắm. Dạ. Nếu như mà cô chú anh chị mình muốn ghép dảo Thủ Đức mà loại dảo Thủ Đức ghép thì nó là từ 8 đến 12 cánh, nó rất là chuẩn, nó chuẩn hơn cái loại mà mai con này. Dạ. Ha, mai dảo hạt này ha. Dạ. Nè, này là ba rễ nè. Ha. 1, 2, 3 ha. Dạ. Đó, mình bao là từ 3 đến 4 vòng. Dạ. Ha. Cây thì cành nhánh cũng rất cây là nhiều. Cây thì cành nhánh là xum xê luôn ha. Cũng đều cả nhà. Dạ. Rồi. Nè, nếu như mà cô chú anh chị mình muốn mua về ghép á thì chị sẽ lựa cái những cái gốc mặt bự nè. Dạ. Cũng hài nè chị. Nhỏ còn, nha. Cây có cành nhánh dạ. Thì mình ưu tiên mình trồng lâu dài nha. Nếu như mà cô chú anh chị mình mua ghép về ghép thì chị sẽ lấy cái gốc bự nha để cho cô chú anh chị mình ghép. Nhưng mà khi đi em sẽ cắt đầu nha. Dạ, cắt đầu cho cô chú. Đúng rồi. Dạ. Để cho nó đừng có bị mất sức á. Dạ. Như mình mấy về cây cái mình cắt lại xuống dưới này mình ghép. Dạ. Như mấy cây này thì không cần cành nhánh, tại vì mình cắt ngang mình ghép. Đúng rồi. Cái này là chị nhổ cây gốc như vậy là mình ghép nha. Dạ. Còn nếu như mà khi mà chị giao cái hàng mà tầng mai tàn á thì chị sẽ lựa cành nhánh nha. Dạ. Mình trồng lâu dài thì mình đầu tư cành nhánh ha nha. Nếu như mà mua về là tầng là mai tàn thông á thì chị sẽ lựa cành nhánh như vậy ha. Dạ. Nói chung là chỉ có đủ cái mặt hàng mà cũng như là muốn ghép thì vẫn có. Dạ. Muốn tầng mai tầng thông thì chị cũng vẫn có ha. Dạ. Đều đồng giá là 5.000 một cây. Dạ ha. Rồi, 20 cây 20 gửi, 50 cây hàng. Ship. Đúng rồi, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. 2 cây ha. Luôn, dạ. Bên đây số lượng mình có nhiều không chị? Số lượng á, vườn còn rất là nhiều luôn. Dạ. Tầm mười mấy ngàn mấy cây, dài tầm dạ. Kia luôn, đúng rồi. Dạ rồi, đây cái này mình tham khảo ha nha. Ừ. Dạ. Rồi cái đó là quán lò xo, rồi tiếp theo thì mình tới cái hàng bí nha em. Cái hàng bí cả nhà. Dạ, dạ. Bí. Bí là cái clip này nè. Dạ. Để chị qua nha. Dạ. Số lượng còn khá là nhiều cả nhà, số điện thoại nhà vườn mình để bên góc bên trái màn hình bên đây, có gì cả nhà cứ liên hệ chị ha cả nhà. Rồi, rút lại một cây. Một cây như vậy, nói chung là mình rửa rồi nha. Dạ, còn nếu cây như này mà rửa nè cả nhà. Mấy cây này là mình rửa. Cả nhà rồi. Mình nhớ nhận hàng mình kiểm mình tra. Khui ra mình kiểm đúng tra rồi. Hàng nha cả nhà. Mình kiểm tra trước khi nhận. Đây. Dạ. Ha. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. 6 muối ha. Dạ. 6 muối như vậy thì nói chung là có cành có nhánh ha. Nè. Dạ. 6 muối thì mình giao lưu là 8.000 một cây. 8.000 một cây bí cái nhà, bí 6 muối ha. Đúng rồi. Dạ. 8.000 một cây. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mua số lượng nhiều thì nó sẽ có giá sỉ nha. Dạ. Ha. Còn 8.000 một cây thì 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ rồi. Ha. Chị nói chung là vườn em còn rất là nhiều ha, mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Ghép lại cũng được hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đây còn nữa nè. Dạ. Còn... cái hàng bí bên đây thì cây hình như nó thấp hơn bên kia hả chị? Thấp hơn lò xo không?
Lò xo thì cao là từ lò xo đó cao cao lò là 60 đổ lên đó ha nghe. Dạ. Nhưng mà mình lấy từ 50 đổ lên đến 70 luôn á ha. Dạ. Còn cái hàng bí này thì nó thấp hơn. Dạ. Cái hàng bí này mình lấy từ để chị coi cái nha. Dạ. 1 bí là 8.000 nha. 2 3 nó cũng 3 gang tay vậy. Dạ. Nhưng mà mình lấy là từ từ 50 đổ lên đi ha. Dạ, nhưng mà mặt bằng chung thì nhìn thấy nó hơi thấp hơn bên kia một xíu thôi cái nha. Đúng rồi. Dạ. Nè chị rút ngẫu nhiên nè ha, cây dạ. đều có cành có nhánh như vậy ha là mình mới giao cho khách nha. Dạ. Còn cây không cành không nhánh là mình sẽ để lại ghép nha. Dạ. Hoặc là cô chú anh chị mình có mua ghép thì em vẫn bán mai gốc ghép luôn ha. Dạ rồi. Đó. Bí cũng có hai cái loại giống như hồi nãy mình giới thiệu cả nha. Bí là 6 muối chuẩn luôn. 6 muối. Dạ. Cây nằm ở giữa ha. Dạ. À, giao luôn 8.000 một cây. Dạ. À, 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ. Ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình đi, nếu như mà cần mua nhiều là vẫn có cái giá sỉ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Đó, hoặc là đến vườn mình lựa thoải mái luôn. Đến vườn mình lựa thoải mái luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Đến vườn thì mình lựa thoải mái luôn. Dạ. Nhà vườn mình ở ấp Phú Hậu, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà. Đó. Có hai loại nha cả nhà, lò xo với bí. À, hàng đầu tư hả cả nhà. Hàng một là mình trồng lâu dài, còn hai là mình về mình làm gốc nhớt, mình ghép giống mai tùy ý cả nhà ha. Rồi. Dạ. Kế nữa là mình đi qua bên kia mình giới thiệu mai cắt rễ chuột ha. Dạ. Nè. Gọi bí lại lần nữa đi ha. Dạ. Quá đẹp sao luôn nha cả nhà. Dạ. Bí này nó chuẩn, rất là chuẩn luôn ha. Dạ. Đó. Đẹp vậy. Rồi 8.000 nha cả nhà. Ừ. Cây đều có cành nhánh thì mình mới gửi ha. Kế nữa là cắt rễ chuột nha cô chú anh chị. Dạ. À, cái cắt rễ chuột này của em số lượng còn rất là nhiều luôn. Cái hàng cắt rễ chuột cả nhà ha. Hàng cắt rễ chuột này ha, nó cao rồi nha. Dạ. Cao là tầm khoảng là 60 đổ lên luôn á. Dạ. Ha. Dạ rồi. Là mình lấy từ 50 đến 70 đi nha. Dạ. Ha. Cây này nói chung là về mình trồng đất chừng, thì rất là thích hợp trồng đất luôn ha. Dạ. Quanh này mình lấy cái chừng nhiêu được chị? Có chừng bự hơn ống hút hay bự hơn ống hút? Ừ, cái này bự mà em. Dạ. Cái này để chị coi, tại chị rút cái đó ớ. Dạ. Chứ cây này nó bự mà nè. Dạ rồi. Bằng đầu đũa không ăn của mình đổ lên hay đầu đũa ăn? Đầu đũa ăn đi chị ha, cho dễ đi. Đầu đũa ăn của mình đổ lên ha. Dạ. Ừ đúng rồi, đầu đũa ăn mình đổ lên đi. Rồi thì nói chung nó cũng mập gốc cứng cây nè. Dạ. Cả nhà ơi, cái này là kiểu như là mình về mình làm mai sắp rễ hoặc là mai đế nơm rồi hết nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như mà cô chú anh chị muốn làm tòng mà cắt rễ chuột mà nơm á thì mình về mình trồng xuống ha. Dạ. Còn nếu muốn sắp rễ á, nếu như muốn sắp rễ là về mình coi, nếu như mà có mọc rễ chuột lại thì mình cắt bỏ, mình dạ. sắp ha. Dạ. Còn nếu như mà cô chú anh chị muốn trồng mà nơm á thì mình cứ trồng xuống vậy thì nó sẽ có rễ nơm à. Dạ. Ha. Còn rồi. Nếu như mà sắp rễ thì mình tỉa cho nó đều hay gì? Đúng rồi, dạ. mình phải cắt rễ chuột lại. Nếu như nó mọc rễ chuột á, mình phải cắt lại. Dạ. Rồi mình hả sắp ha. Dạ. Thì cái này mình thì giao lưu có 4.000 cây à. 4.000 cây thôi. Đúng rồi. Dạ. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng 2 cây luôn. Dạ, rồi. Mình có thể mình ghép với hai cái kia cũng được hết cả nhà. Đúng rồi, muốn dạ. ta lấy cái này kia cái tức mới là 20 cây là gửi hàng cả nhà. Thì cái tiền ship 20 cây này khoảng chừng bao nhiêu chị? Ví dụ như mình lấy 20 cây á. 20 cây tiền ship có 30.000 ha. 30.000 ha. Đúng dạ. rồi. Rồi đây cả nhà mình đi dài vô bên đây số lượng cũng còn nhiều hả chị? Em thấy đúng rồi, nhiều, số lượng còn quá trời nhiều luôn dạ. em ơi. Clip hôm nay là nè, mà em thấy nó cao nha. Nè ha. Dạ. Cao quá trời cao luôn ha. Mai con quấn rễ với lại mai con mình cắt rễ chuột hết cả nhà. Ừ. Cây dạ. cứng nhất nè. Như cây này nó cũng khá cây là này cao cũng rồi. Bằng đầu đũa không ăn á. Dạ đầu đũa không nhưng ăn. Nhưng mà mình từ heo đi, mình lấy là từ đầu đũa ăn đậu lên đi ha. Dạ. Ừ. Rồi cái này cao 4.000 một cây thôi hết cả nhà. 4.000 cây à. Nhưng mà được cái lô này cuối vụ rồi dạ. nhưng mà lá nó vẫn còn tốt hả chị? Đúng rồi. Rồi. Cái này 50 cây chỉ có 200.000 là chị bao ship luôn á. Dạ. Ừ. 50 cây. Còn tặng được 2 cây nữa. 52 cây ha. Đúng rồi. Dạ. Có 200.000 mà chị bao ship luôn ạ. À. Dạ. Cái lô này cuối vụ. Tính ra là cái cây này đâu có nhiêu cây. Dạ. Tính ra là có 4.000 cây á. 4.000 cây mà chị bao ship nữa. Dạ. Chị bao ship tính ra cái này đâu có nhiêu cây, ngàn dạ. cây ha. Rồi, đây cái rất là rẻ luôn. Rễ chuột thì cắt rễ chuột thì 4.000 một cây ha cả nhà, còn lò xo thì là 5.000 ha. Còn bí thì là 8.000. Đó, cả nhà có thể ghép lên lại với nhà, cứ là 20 cây thì nhà vườn sẽ gửi cho cả nhà. Thì tiền ship nếu nhà mà cả nhà mình mua số lượng nhiều thì em sẽ để giá sỉ cho cả nhà mình nữa ha. Dạ, tại vì mình còn số lượng mà hả cả nhà. Đúng rồi, tại vì số lượng ở vườn còn rất là nhiều luôn. Dạ. Quá trời luôn nè. Rồi để em quay một vòng cho cả nhà mình tham khảo nha. Nhà vườn mình ở ấp Phú Hậu, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà. Ở số điện thoại nhà vườn mình để bên góc bên trái màn hình bên đây, có gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn ha. Số điện thoại có Zalo luôn nha cả nhà.
Dạ rồi, cuối clip thì em rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em nha. Tại dạ. vì số lượng mai của em còn rất là nhiều luôn á cô dạ. chú anh chị. Rồi. À, dạ, dạ em cũng mong cô chú anh chị thì cuối clip thì em chúc cô chú anh chị mình được vạn sự như ý ha. Dạ. Rồi em xin chào tạm biệt ha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.